Cụ bà 93 tuổi bị lẫn vẫn bị chồng trêu chọc mỗi ngày vì sợ ông đi lấy vợ khác. Mới đây mạng xã hội rần rần chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng của ông cụ bà đã ngoài 90 tuổi nhưng ngày nào cũng khâm bát nhau khiến con cháu cũng phải bật cười. Hình ảnh được cháu trai của cụ bà ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: bà 93 tuổi, ông 91 tuổi, bà bị lẫn lúc nào cũng sợ ông đi lấy vợ khác, còn ông tính thì nhây và đây là kết quả. Theo đó, cụ bà liên tục xua tay đuổi cụ ông ra khỏi cổng. Bà khẳng định nếu ông muốn lấy vợ khác thì đi luôn đi, bà không cho ở cái nhà này nữa. Cụ ông vẫn khá tỉnh táo, thấy biểu cảm của vợ lại hài hước trêu. Ông liên tục nhại lại lời vợ khiến cụ bà càng thêm tức giận. Sau khi bị đuổi ra tận cổng, ông cụ vẫn hài hước đòi ở lại nhà. Trong khi đó, cụ bà đã giận đến mức cầm luôn cây chổi gõ vào chiếc cổng rồi giơ lên dọa ông. Dẫu giận nhưng cụ bà lại dùng chổi hất hất để ông đi vào bên trong. Bà dù giơ chổi lên cao nhưng tuyệt đối không để chiếc chổi rơi vào người chồng. Còn cụ ông thì chậm rãi bước vào trong nhà, như thể đang trêu người vợ. Nhìn những hình ảnh này, khán giả không khỏi bật cười trước sự hài hước của hai ông bà. Dưới phần bình luận, cháu trai của hai cụ cũng tiết lộ thêm: ông trêu bà suốt, nhiều lúc bà tức điên lên đòi dọn đồ về nhà mẹ đẻ, nhà cũ ngày trước bà ở trước khi đi lấy chồng. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão khắp mạng xã hội. Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi hai ông bà, dù có cãi nhau thì họ vẫn cùng chung sống suốt mấy chục năm qua. Sự hài hước của ông chính là niềm vui cho bà lúc tuổi già. Nhiều người cũng khẳng định chuyện tình của ông bà chính là răng long đầu bạc ngoài đời thực. Đối với người lớn tuổi, đôi khi sức khỏe không còn minh mẫn, họ cũng rất dễ tủi thân khi không được con cháu hỏi han quan tâm, nhất là người bạn đời đã đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm. Chính vì thế, đôi khi các cụ sẽ có những lúc giận dỗi không khác gì trẻ con. Những lúc như vậy, con cháu hãy ở bên cạnh động viên, an ủi các cụ để họ cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng mà con cháu dành cho mình. Chỉ có như vậy, các cụ mới có thể vui vẻ, yên tâm mà giữ gìn sức khỏe, sum vầy bên con cháu. Còn bạn nghĩ sao về hành động đáng yêu của bà cụ này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.